đi bên tìm được mày. Anh ơi, mấy ngày nay em kiếm cái rừng mệt quá. Anh cho em vài cái chân gà, em ăn lấy sức để kiếm người rừng. Có thật là em đi kiếm người rừng mệt không? Em đi kiếm người rừng mệt thật mà anh. Vậy thì anh cho em 5 cái chân gà, cảm ơn em nhá. Ok anh, 5 cái chân gà thì hơi ít đấy. Em nhận anh vui. Lần sau cho em nhiều chân gà thêm một chút nha anh. Em về đây, bye bye. Anh Tippy thật là ngốc. Mình đuổi người rừng chứ có phải mình tìm người rừng đâu. Chân gà thơm thật. Mình thử miếng như nào. Ngon nè. Chân gà thơm quá ta. Đừng lại chân gà thì mình đang làm thỏa mãn ấm mộng của mình được. Mình phải làm cho anh Tippy nhận nuôi mình mới được.